Thưa quý vị và các đồng chí, xét lại lịch sử để rút ra bài học cho hiện tại, đó là một trong những biểu hiện trưởng thành của ý thức dân tộc trong khi tự đánh giá về mình, để qua đó phát huy các giá trị tích cực, khắc phục các hạn chế. Nhưng xét lại lịch sử để đề cao một số nhân vật triều đại vốn không được khẳng định với ý nghĩa tích cực, thậm chí là khơi dậy một số xu hướng cực đoan lệch lạc trong quá khứ để phủ nhận hiện tại là hiện tượng cần phải xem xét, bởi nếu không sẽ đưa tới sự ngộ nhận. Với sự phân tích của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, chương trình Nhận diện sự thật ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các đồng chí hiểu rõ hơn về vấn đề này. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây. Nói đến lịch sử, đó là những gì thuộc về quá khứ và gắn liền với xã hội loài người, với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Chép sử, đó là ghi lại, chép lại những sự kiện diễn ra trong quá khứ cho đến thời điểm hiện tại. Những sự kiện không thể thay đổi được, cố định trong không gian và thời gian, mang tính chất tuyệt đối và khách quan. Chép sử, đánh giá ý nghĩa lịch sử là công việc thiết yếu của mỗi quốc gia, dân tộc. Lịch sử là cái gì, phải không? Nó là những gì diễn ra trong quá khứ, có thể phạm vi rộng của cả thế giới, của nhân loại. Phạm vi hẹp hơn có thể từng quốc gia, từng dân tộc, rồi từng vùng lãnh thổ hẹp hơn nữa. Và nó phải là diễn ra một cách trung thực, được ghi chép lại bằng sử. Đấy. Thì tất cả các nước, các thời đại người ta đều ghi chép, mà sử nó phải là diễn ra trong thực tế. Nhằm mục đích ý, nó truyền lại cho các thế hệ mai sau trong từng phạm vi để hiểu lịch sử, đánh giá lịch sử, để phát huy, học tập làm theo, hoặc là có những nội nhận định đánh giá để cho nó phù hợp với quá trình phát triển của từng quốc gia, từng dân tộc và từng khu vực. Lịch sử Việt Nam có những trang bi hùng, nhiều lần đất nước bị kẻ thù xâm chiếm, tàn phá, rồi bằng nỗ lực của toàn dân mà đất nước lại hồi sinh. Bối cảnh đó làm cho nhiều giá trị văn hóa, nhiều tư liệu lịch sử bị hủy hoại, dẫn đến thực tế là không phải giai đoạn nào cũng có tư liệu lịch sử phong phú và lịch sử giai đoạn đó được chép một cách đầy đủ, chính xác. Đó cũng là lý do mà lịch sử cần phải nhận thức từng bước, các bộ sử cần được tu chỉnh, thậm chí viết lại. Việc làm này trước hết là phụ thuộc vào người viết sử, những người nhận trọng trách trước xã hội về sự chân thực, chính xác khi tái hiện quá khứ. Việc nghiên cứu và viết sử cần ở người viết một tầm nhìn rộng hơn ngoài chuyên môn sâu của mình để phân định điều gì của lịch sử đã được khẳng định, điều gì còn là tổn nghi, điều gì bị chi phối bởi tâm lý xã hội. Lịch sử không chỉ là những cái câu chuyện hấp dẫn bổ ích, không chỉ là những cái khó tàng thì to lớn, mà lịch sử còn là những bài học vô giá được đúc rút từ những cái kinh nghiệm, từ những cái thắng lợi huy hoàng cũng như là từ những cái thất bại cay đắng của các thế hệ tiền nhân để lại cho hậu thế. Chính vì thế mà người ta gọi lịch sử nó là thầy dạy cuộc sống, chính là ở góc độ đó. Và chúng ta biết rằng là một dân tộc muốn đi lên, muốn hướng tới tương lai thì không thể không đứng trên cái đối chân vững vàng của lịch sử. Lịch sử là những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng nó luôn có quan hệ mật thiết với hiện tại và tương lai. Do vậy, khi nhìn nhận về các sự kiện, vấn đề lịch sử, trước hết cần phải tôn trọng sự thật khách quan của lịch sử. Điều hiển nhiên này tưởng như ai cũng biết, nhưng thực tế thì không phải ai cũng quan niệm và ứng xử một cách chừng mực đúng đắn. Có người là do thiếu kiến thức lịch sử, chưa nghiên cứu thấu đáo những sự kiện đã diễn ra trong quá khứ, nên khi xem xét về lịch sử vẫn còn hời hợt và phiến diện. Nhưng cũng có người do thiếu nhãn quan chính trị chuẩn mực nên có những phát ngôn chưa đúng về lịch sử, thậm chí là nhìn nhận lịch sử bằng một con mắt hẹp hòi, đánh giá lịch sử bằng một thái độ bôi nhọ và xuyên tạc. Sự đánh đồng giữa hai khái niệm chiến tranh chính nghĩa và phi nghĩa là một phần của thủ đoạn xuyên tạc, bôi nhọ và viết lại lịch sử trong chiến lược diễn biến hòa bình được các thế lực chống cộng thực hiện trên phạm vi toàn cầu. Trong đó, Việt Nam cũng là một trọng điểm. Biến đen thành trắng, biến không thành có là âm mưu gây hoang mang, tạo tâm lý chán trường, nghi ngờ những chân lý vốn đã được khẳng định. Nhà nước Liên bang Xô Viết và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu bị tan vỡ, một phần không nhỏ do có sự góp sức của các thủ đoạn xét lại lịch sử. Sự đổ vỡ ấy đã lập tức trở thành mảnh đất màu mỡ, nuôi dưỡng những kẻ cơ hội chính trị, cực đoan dân tộc, bọn phát xít mới và các thế lực thù địch khác tiếp tục xuyên tạc các vấn đề lịch sử. Đây cũng là một bài học từ sự sụp đổ của Liên Xô.
Trong khi người ta đẩy mạnh cái bên trong, tức là nội bộ có sự thoái hóa cán bộ đảng viên, thì cùng với vấn đề đó thì người ta chủ trương xét lại lịch sử, và họ làm cho mọi người có một cái hoang mang, cái hoài nghi, cái mất hẳn niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô, từ bắt nguồn từ xét lại lịch sử. Đó là xét lại những cái việc làm của thời đại Stalin, thời kỳ Stalin. Càng lùi sâu vào lịch sử, những sự kiện này ngày càng bị cố tình xuyên tạc. Trải qua hai cuộc kháng chiến kéo dài 30 năm, tàn khốc nhưng oanh liệt, và những sự kiện lịch sử sau đó, dân tộc ta đã phải chịu những hy sinh và mất mát vô cùng to lớn để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, để có một Việt Nam với vị thế ngày càng cao như ngày nay. Cả dân tộc đang tiếp tục khắc phục hậu quả tàn khốc của chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới với những thành tựu vượt bậc, nhưng vẫn còn muôn vàn những khó khăn cần tiếp tục khắc phục và giải quyết. Lợi dụng những khó khăn ấy, những kẻ cơ hội chính trị và thù địch đang cố tình xuyên tạc lịch sử hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, đánh sòng chiến tranh chính nghĩa và phi nghĩa, coi những tổn thất mất mát trong chiến tranh, coi những khó khăn thời hậu chiến là do Đảng ta gây ra. Vừa tận hưởng nền hòa bình và ổn định chính trị trên đất nước ta ngày nay, họ vừa đưa ra những phán xét thiếu tính khoa học, thiếu tính lịch sử, đầy tính cực đoan và cơ hội về lịch sử cách mạng Việt Nam. Họ hay phán về những sai lầm hoặc những cơ hội bị bỏ lỡ khi Đảng ta không còn con đường nào khác, buộc phải lãnh đạo dân tộc ta đứng lên chống thực dân Pháp, quân xâm lược Mỹ, ngay trên giải đất thân yêu của chính dân tộc mình, vì nền độc lập, tự do cho dân tộc. Tôi cho rằng Việt Nam chúng ta thì là một cái đất nước mà có cái lịch sử lâu đời, đặc biệt tức là thời đại Hồ Chí Minh. Thì chúng ta nghiên cứu, rồi ghi chép, biên soạn lịch sử rất là công phu và chuẩn xác, càng ngày càng cao. Nhưng gần đây thì có một cái hiện tượng là người ta đưa ra các đề tài nghiên cứu, rồi đưa ra các cái ý kiến cá nhân, và có thể nói ở các cái tầng lớp, rất nhiều tầng lớp, và đặc biệt tức là những người mà cũng có am hiểu về lịch sử nhất định, nhưng người ta đã đưa ra những quan điểm lật lại lịch sử, xuyên tạc lịch sử. Chúng tôi nghĩ thế này, lịch sử là cái ghi lại cái quá trình diễn tiến, một sự thật đã diễn ra ở trong thực tế. Lịch sử của chúng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mà đặc biệt là từ năm 54-75, nó diễn ra như cả cái tài liệu lịch sử từ trước tới nay đã ghi. Theo tôi nói như thế là đúng cái diễn tiến rồi. Xuyên tạc, bẻ cong sự thật lịch sử ở Việt Nam cũng là một chiêu bài chống phá mà các thế lực thù địch đang giáo diết thực hiện. Đáng tiếc, một số người hoặc do nhận thức lệch lạc, hoặc vì thói a-dua mà vô tình hay cố ý cổ suý cho những quan điểm xét lại, làm sai lệch bản chất lịch sử. Có thể thấy điều này qua một số cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân ta bị các đối tượng xuyên tạc, như cách mạng tháng 8, cuộc kháng chiến chống Pháp, cuộc kháng chiến chống Mỹ và cuộc chiến tranh biên giới để bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các đồng chí, xem xét lại quá khứ, đánh giá lại quá khứ là nhu cầu chính đáng của mỗi con người, mỗi một cộng đồng dân tộc. Vì đó là một trong các yếu tố giúp con người và cộng đồng có suy nghĩ và hành động đúng đắn hơn trong hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, việc một số người nhân danh nhận thức mới nhưng bỏ qua quan điểm lịch sử, cụ thể để xét lại lịch sử, đã đưa tới sự hồ nghi về động cơ, mục đích thật sự của sự xem xét. Đánh giá nghiêm túc về hiện tượng này là thái độ đối với quá khứ, thái độ khách quan, khoa học và công bằng. Nhận thức là quá trình tiệm cận chân lý. Về lịch sử, khi thế hệ sau có tư liệu toàn diện, chuẩn xác hơn, thì nhận thức về lịch sử có bước phát triển mới. Đó là yêu cầu của xã hội, của khoa học, là việc bình thường đáng trân trọng của các nhà sử học chân chính. Nhưng lại có người lợi dụng điều này, lớn tiếng đòi xét lại lịch sử, viết lại lịch sử, với động cơ không minh bạch. Xu hướng xét lại lịch sử của một vài đối tượng thời gian qua đã không còn là điều mới lạ. Chỉ biết rằng, do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, họ đã có những cái nhìn phiến diện và sai lệch về lịch sử, từ đó suy tôn những thứ đã từng trà đạp lên lợi ích của quốc gia, dân tộc. Mà lịch sử thì nó phải được ghi chép. Nước ta thì chúng ta gọi là hơn 4.000 lịch sử, nhưng mà chúng ta ghi chép nó chưa được hết. Và rất nhiều nước người ta ghi chép tốt, phải không? Nhưng nói chung ấy, thì khi mà xét lịch sử thì nó có hai khía cạnh. Cái tốt ấy là mình xem xét để bổ sung cho đúng đắn,
để phát huy cái tốt của lịch sử, của quốc gia, của dân tộc đấy, để phát huy cho tốt hơn. Và cũng có những người xấu ấy, là xét lại lịch sử để làm xuyên tạc lịch sử với mục đích là phá hoại, chống đối. Gần đây, ý kiến xét lại lịch sử, viết lại lịch sử được nêu lên dưới một số hình thức với một số biến tướng khác nhau, nhưng thường biểu hiện viết lại lịch sử vì cho rằng thiếu chân thực và thiếu hiểu biết, viết lại lịch sử để tô vẽ bản thân và viết lại lịch sử với mưu đồ chính trị. Không rõ do động cơ và ý đồ không trong sáng, do thiếu hiểu biết và thiếu trách nhiệm hay do thói quen giật tít câu view mà một số tờ báo, tạp chí đã góp phần làm sai lệch một số vấn đề lịch sử. Với mức độ, tốc độ lan truyền thông tin như hiện nay, với sự thiếu trách nhiệm trong kiểm chứng hoặc thẩm tra độ chính xác của thông tin, thì điều này gây tác hại rất lớn. Họ chỉ đánh lừa được những người nhà già cả tín thôi. Chứ thực chất đằng sau những cái lời lẽ đó, tưởng như là nghiên cứu lịch sử, tưởng như là để làm rõ hơn lịch sử, thì chính họ đang xé toạc lịch sử. Họ đang bôi nhọ lịch sử. Họ đang đánh xong chính nghĩa và phi nghĩa, đánh lộn xong trắng đen, có thể nói rất là nguy hiểm. Một loại xét lại lịch sử khác nhằm phục vụ âm mưu hạ bệ thần tượng, giật đổ tượng đài. Thực ra, những người muốn xét lại lịch sử với ý đồ đó khi lớn tiếng hô hào xét lại lịch sử chỉ mượn danh khoa học lịch sử. Không khó để nhận ra phương pháp họ sử dụng rất phi khoa học, tư liệu họ dùng để làm bằng chứng được ngụy tạo một cách sống sượng. Một thói quen hay gặp ở các tác giả muốn viết lại lịch sử là thường nhấn mạnh các chi tiết riêng lẻ mà không đặt chúng trong bối cảnh lịch sử cụ thể. Như một người từng có những năm đứng trong đội ngũ, chiến đấu trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, sau khi trở cờ lại lớn tiếng lên án chế độ mình từng bảo vệ. Cái quan trọng nhất ý, tức là từ xưa đến nay chúng ta giáo dục cho các thế hệ lịch sử của dân tộc ta, đảng ta, đất nước ta, các vị lãnh tụ và những người cách mạng, những người mà yêu nước và những nhân vật điển hình, thì nó nằm trong lòng nhân dân ta, phải không? Mọi người được học tập. Thì bây giờ tức là người ta nói thì không có thật như vậy, thì đặc biệt nó nằm mất niềm tin, không tin vào đâu nữa. Và nó sẽ dẫn đến cái phân tâm, tức là bây giờ người ta không tin vào những cái gì đã có, và tất cả những cái mà chúng ta xây dựng giáo dục thì người ta cho rằng sai hết. Cái nguy hiểm nhất là mất niềm tin. Những trang sử vẻ vang về quân đội nhân dân Việt Nam, về dân tộc Việt Nam anh hùng trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc sẽ mãi đồng hành, trường tồn cùng lịch sử nước ta. Bởi đó là những trang sử được viết nên bởi những tấm lòng trung kiên, cao thượng của cả một thế hệ cha ông đã tự nguyện cống hiến, xả thân hết mình vì hòa bình, độc lập, tự do cho Tổ quốc. Nên nhớ rằng, để non sông nước Việt nối liền một dải như hôm nay, để người dân Việt Nam đang hưởng cuộc sống bình yên như hôm nay, đã có gần 1,2 triệu người con ưu tú của Tổ quốc mãi mãi không trở về. Gần 825.000 người đã để lại một phần máu thịt của mình trên chiến trường. Đó là chưa kể hơn 312.000 bộ đội, người tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học, mà đến nay không chỉ bản thân họ mà nhiều con cháu họ vẫn còn chịu đựng bao nỗi đau dai dẳng từ cuộc chiến tranh phi nghĩa do đế quốc Mỹ gây ra. Đó cũng là một sự thật lịch sử không được phép lãng quên. Nếu chúng ta không khắc phục được việc giáo dục lịch sử như vừa qua thì cũng sẽ đẩy đấy. Người Việt Nam luôn luôn tự ti trước nước ngoài, không cảm thấy mình là một dân tộc có bề dày truyền thống lịch sử oai hùng, có một cái truyền thống mà không phải quốc gia nào trên thế giới cũng có được. Chính vì vậy cho nên nhân buổi này tôi mong muốn đảng, nhà nước hết sức chú tâm và chấn chỉnh lại việc giáo dục lịch sử của đất nước. Khi muốn xem xét, đánh giá những sự kiện, vấn đề diễn ra trong quá khứ, nhất là những sự kiện, vấn đề ấy liên quan đến vận mệnh quốc gia, dân tộc, liên quan đến lịch sử chiến đấu đau thương mà hào hùng của cả một dân tộc vì phẩm giá, lương tâm của thời đại, thì không được phép hời hợt, phiến diện, lại càng không được phép đánh cháo khái niệm theo kiểu mập mờ đánh lận con đen. Sự thật lẽ phải được khẳng định với những bằng chứng vững chắc, hiển nhiên. Những âm mưu bẻ cong lịch sử của các thế lực thù địch không thể làm thay đổi bản chất. Trái lại, nó chỉ cho thấy sự lỗ bịch, khôi hài. Thưa quý vị, và những mưu toan biến lịch sử thành công cụ chính trị là mưu đồ hết sức nguy hiểm của những kẻ cực đoan cơ hội, mà hệ lụy là sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu mới về hệ tư tưởng, sẽ làm chệch hướng việc cùng rút ra những bài học quý báu từ các sự kiện lịch sử. Nhìn lịch sử bằng thái độ cực đoan sẽ đưa người ta đi từ sai lầm này cho đến sai lầm khác.
đó là cơ hội béo bở để các lực lượng chống cộng dùng những điều tồi tệ của chiến tranh để bôi nhọ chiến thắng vinh quang và lịch sử hào hùng của dân tộc. Hãy cảnh giác, trước những thông tin ngược về các sự kiện và các vấn đề lịch sử, cần phải bình tĩnh đánh giá và xem xét dưới góc độ lịch sử và khoa học, thì chúng ta sẽ hiểu rõ ngọn ngành, không tự đẩy mình vào mâu thuẫn với chính mình và với các vấn đề lịch sử. Chương trình nhận diện sự thật ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây.